túa ra trong không trung, mặt anh đập xuống nước của anh bùm một phát vỡ tan. Ôi trời ơi. Máy nào không lấy được đâu. Chứ bọn em chờ anh khó để trả luận. Tại sao tất cả mọi người bắt tôi phải thế? Khi yêu vào rồi con người ta khác lắm. Rẹ rách thì cũng nghĩ là sách bò, mà muối chạy thò lò thì cũng cho là nước sốt. Tết là thời điểm thích hợp để bắt đầu những chuyến du xuân. Và đây là một điểm đến thú vị, phố cổ Hà Nội. Trải qua bao biến thiên của thời cuộc, phố cổ hôm nay còn lưu giữ những nét văn hóa nào? Được xây từ năm 1901, lúc đấy với cái tên gọi là Grand Metropole Palace, là một trong những khách sạn đẹp nhất châu Á. Hãy cùng Hồng Phúc thực hiện chuyến đi lý thú trong chương trình Check-in Việt Nam Xuân Phố Cổ 20h45, 16 tháng 2 trên VTV2. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các lực lượng ứng trực Tết tại các cơ quan báo chí. Hôm nay 30 Tết, các vùng miền trên cả nước đang náo nức chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn vui tươi và đầm ấm. 5.000 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ người nghèo đã được hoàn thành ngay trước Tết, giúp bà con về nhà mới vui xuân đón Tết. Có nhà mới rồi thì từ nay trở đi chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để quyết tâm làm ăn. Tết với người Việt ở nước ngoài luôn thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.